Vâng, xin chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn. Chào những anh em mà thích sưu tầm những video và những hình ảnh đẹp ở trên cao. Hôm nay mình toàn sẽ giới thiệu đến quý vị anh chị và các bạn về con Flycam S70 GPS. Con Flycam này thì là nó gọi là một cái con, tức là như kiểu máy bay mà chúng ta dùng để bay lên để chúng ta quay video và chụp ảnh ở trên không ấy. Và có thể là quý vị bạn sẽ gặp ở đâu đó về một cái máy như này rồi. Với con này thì là nó sẽ có những cái tính năng. Đây là một cái vỏ hộp của nó, thì hôm nay toàn mới mua về ngày hôm qua. Là cũng nói luôn quý vị anh chị và các bạn biết là toàn chia sẻ với một tư cách là một người sử dụng, một người chơi và một người muốn sử dụng những cái hình ảnh hay những cái video mà chúng ta quay được từ trên cao xuống, chứ không phải ở đây toàn không PA hay là cho cái sản phẩm này, cũng không phải là toàn quảng cáo cho một cửa hàng nào đấy, bởi vì là toàn bỏ số tiền này ra toàn mua để chơi sử dụng. Về cái tính năng nổi bật cũng như là tính năng nâng cao của con này so với các con Flycam đời cũ thì nó là, thứ nhất là nó có cái hệ thống định vị 2 GPS, tức là hệ thống định vị ở này, cái hệ thống này là hệ thống định vị mà mới nhất so với hệ thống định vị đến thời điểm này, tức là nó tự động trở về khi mà nó pin yếu, hoặc là tự động trở về so với khi mà nó mất tín hiệu so với cái bộ điều khiển của chúng ta. Cái thứ hai nữa là nó truyền tải hình ảnh trực tiếp về máy ảnh, cũng như là truyền tải trực tiếp về về điện thoại của chúng ta với một cái chế độ là Full HD, tức là 1080 pixel ấy. Thứ ba nữa, cái góc quay của nó là cũng khá rộng, lên đến 120 độ quý vị các bạn. Cái thứ ba là nó tự đi theo cái người điều khiển, tức là chúng ta cầm cái bảng điều khiển, chúng ta đi đâu nó bay theo đấy. Ví dụ chúng ta cho nó bay sau đầu, chúng ta đi đâu nó bay theo đấy. Đấy, hoặc chúng ta cho nó bay trước, chúng ta đi đâu nó bay theo đấy. Cái thứ tư nữa là nó giữ cái độ cao ổn định mà không bị liệng, tức là nó bay lên độ cao nó dừng ở trên đấy mà nó không bị là liệng lên liệng xuống như thế này. Nó cho cái hình ảnh video của chúng ta nó có thể là sắc nét và ổn định hơn. Một tính năng nổi bật của nó nữa đó là chế độ điều khiển không đầu, tức là một cái máy như thế này thì quý vị bạn biết luôn là cái này là nó có một cái phía là đằng đầu, một phía đằng đuôi. Khi mà chúng ta nhấn, chẳng hạn chúng ta người mới chơi mà chúng ta nhấn cái là có khả năng chúng ta muốn nhấn nó tiến về trước, nhưng không may chúng ta không biết là nó sẽ thụt lùi về đằng sau, nên cái chế độ không đầu này nó dành cho những cái người mới chơi. Đấy là cái tính năng nổi bật tiếp theo của nó. Và một cái tính năng nữa mà nó có thể là mới so với các đời trước đây, đấy là chế độ là tự khởi động hoặc tự hạ cánh chỉ với một cái phím ở trên cái phím nguồn của nó. Khoảng cách bay của nó cũng lên đến khoảng 500m so với các con Flycam mà trước đây cùng với hãng với nó, là nó chỉ là khoảng 90 đến 100m. Đấy, nhưng con này lên đến là 500m so với bảng điều khiển của chúng ta. Thời gian bay nó từ 12-15 phút, so với các con Flycam là nó chỉ 9-10 phút, bởi vì pin con này lên đến 2500mAh quý vị các bạn ạ. Và với pin 2500mAh thì chúng ta phải sạc nó, sạc pin trong vòng là khoảng 5 giờ đồng hồ thì nó mới đầy được cái pin này. Thì hôm nay mình toàn sẽ chia sẻ đến quý vị các bạn cũng như mọi người mà thích chơi Flycam thì là về cái con này cụ thể nó như thế nào và nó có đáng để chúng ta chơi hay không, thì việc bạn mời quý vị bạn chúng ta cùng tiếp tục nhé. Thì cùng Minh Toàn chúng ta mở cái hộp này ra xem cụ thể con Flycam này nó như thế nào. Đây mình thưa quý vị bạn, cùng Minh Toàn chúng ta mở cái hộp này ra nhé. Đây là một cái hộp mới mà Minh Toàn mới mua, và giá cả như thế nào thì Minh Toàn cũng xin tiết lộ luôn cho quý vị bạn xem quý vị bạn chúng ta sau khi mà mua so với cái giá của Minh Toàn mua thì là nó có phù hợp với các cửa hàng mà bán bây giờ hay không. Cái hộp của nó thì khá là cồng kềnh, các bạn
cái trọng lượng của nó khá lớn á. Nếu mà để sách hộp này mà đi theo mà du lịch thì chắc quý vị bạn phải tháo cái hộp này ra để chúng ta bỏ vào ba lô, tháo các linh kiện này ra bỏ vào ba lô đây. Biết quý vị bạn xem có rõ không nhỉ, để mình chỉnh cái quay một chút nhé. Vâng, chắc để như này quý vị bạn sẽ nhìn rõ hơn. Mến thưa quý vị các bạn, thì ở đây là Toàn cũng không phải là nói ở đâu đâu, nhưng Toàn sau khi mà tìm hiểu ở trên mạng thì Toàn đã mua ở D2T Shop. Thì ở D2T Shop thì Toàn cũng không nói nhiều, bởi nói nhiều quý vị các bạn lại nói là Toàn quảng cáo cho D2T Shop. Ở đây là quý vị các bạn thấy này, ở đây đấy, quý vị các bạn thấy luôn này, giá của con này Toàn mua là 2.850.000 đấy. Và trong cái này thì Toàn mua thêm một cái pin của nó là 550.000, tổng là 3.400.000 đấy. Thì quý vị bạn sau khi mua, chúng ta nếu mua ở đây là chúng ta được bảo hành một tháng, được một tháng thì quý vị bạn nên không được nhiều, được một tháng là thấy ít đấy. Đây quý vị bạn, đây quý bạn có thể thấy được cái hộp của nó ở đây. Đây, hộp của nó, và đây là con flycam của nó. Đấy, con này hôm khi mà mình mua con này thì ở chỗ người ta đã là lắp ráp cho mình như này rồi, mình về không phải lắp ráp và nó bỏ khá là nguyên ven ở trong hộp này, làm cho mình cũng khá là hứng thú. Còn các con flycam khác thì có thể là nó họ chưa lắp ráp các cánh quạt này, cũng như là cái chân đế này và máy quay đấy, camera này thì họ cũng chưa là lắp ráp cho ta, mà tự chúng ta về lắp ráp như thế. Một con flycam như này lắp ráp sẵn và cho vào hộp này với Toàn thì Toàn cũng cho rất là hứng thú một cái điều như thế. Đây là con flycam của nó, đây SJRC các bạn nha. Phiên bản này là phiên bản màu đen. Ở đây là có cái hốc đựng pin. Và như lúc này Toàn nói với các bạn là chế độ không đầu ấy, đấy là chế độ là một con flycam như thế này thì phía pin nó là phía đuôi. Phía pin ở đây. Đấy, pin đây Toàn chưa lắp này. Nó là phía đuôi, còn phía mà không có pin là phía đầu. Nó là đầu đuôi quý vị các bạn. Toàn phép chỉnh máy quay một chút nữa nhé. Vâng, thưa quý vị các bạn, ở đây là cái pin của nó. Đấy, cái pin của nó. Pin này là pin cũng khá, có thể nói là khá là thông minh. Khi mà nó có các cái vạch để báo cho chúng ta cái độ sạc cũng như là cái mức pin. Đây, khi mà chúng ta ấn cái nguồn của pin ở đây. Đấy, ấn lên cái, nó có cái mức pin đấy quý vị các bạn, đèn sáng này. Và đây thì pin của nó là có cái sạc. Sạc ở đây thì là dùng cái sạc Samsung của các cái đời máy mà dưới S8, tức là có cái cổng sạc Samsung đây, đây quý vị các bạn thấy đấy. Và trong này là xem thì họ sẽ cung cấp cho chúng ta những cái gì ngoài cái pin này là lắp theo máy. Đây, sau khi mà cái pin là ở đây có gồm hai cái trống, hai trống này là hai trống của cái con này, hai chống sơ cua quý vị bạn nhé, chứ không phải hai chống mà đi theo máy đâu, hai chống này hai chống sơ cua đấy. Bốn cái cánh quạt quý vị bạn, đây bốn cái cánh quạt như thế này để thay thế, cánh quạt này là để thay thế cái này đấy, bốn cái cánh quạt. Họ cung cấp cho chúng ta như thế này thì chúng ta sẽ biết được luôn là trong quá trình bay nó sẽ rất là dễ hỏng cái cánh quạt này, thì họ mới cung cấp sơ cua cho mình. Đấy là một cái điều mà khi mà mình mua sản phẩm mình hay để ý. Đây là một cái sách điều khiển. Đấy, sách điều khiển. Thưa các bạn, sách điều khiển này thì kính thưa quý vị các bạn là nó bằng tiếng Anh chứ không phải bằng tiếng Việt, nó bằng tiếng Anh hết, các hình ảnh cũng như là cái cách hướng dẫn sử dụng là nó bằng tiếng Anh.
Chính vì thế mà rất là hạn chế cho những người mà chúng ta không không thành thạo trong cái việc sử dụng ngôn ngữ. Và đây là cái bảng điều khiển của nó. Đấy, đây là cái bảng điều khiển của nó. Bảng điều khiển này, đây nó có, đây là cái nút để mà chúng ta bảo vệ cái nút điều khiển thôi, chứ không có cái gì cả. Đấy. Và đây là một cái cục pin mà toàn mua sơ cua 550.000. 550.000 quý vị bạn. Thì cục pin này nó cũng giống như cái cục pin lúc nãy thôi, để toàn mở ra xem nó có gì bên trong cục pin khi toàn mua nhé. Đây. Wow. Ta sẽ wow. Bởi vì toàn cũng không mua, toàn cũng không kiểm tra cái lúc cục pin này toàn mua, mà đây là quý vị các bạn thấy máy đen là cục pin của nó là đi theo máy là màu đen. Đây, máy màu đen thì cục pin của nó đi theo màu đen. Nếu mà quý vị các bạn mua máy trắng thì cục pin nó sẽ đi theo màu trắng. Nhưng mà ở đây là toàn mua một cái này thì nó rất là tình cờ, nhưng mà nó cho mình cái màu trắng thì là mình cũng có thể là sử dụng được để thay thế, biết được, phân biệt được cái nào là cái mình sử dụng rồi. Và mình toàn cũng khuyến khích các bạn là nên mua một cái cục pin nữa, nên mua một cục pin như này nữa, bởi vì là cái khoảng thời gian bay của nó là từ 12-15 phút. Nhưng mà khi mà chúng ta bay rồi 12-15 phút rồi mà chúng ta muốn quay tiếp video nữa mà chúng ta lại hết pin, thì đồng thời chúng ta có một cục pin sơ cua này chúng ta lắp vào và chúng ta có thể quay được tiếp 12-15 phút nữa. Xong trong cái khoảng thời gian đấy thì chúng ta lại sạc cái pin này để chúng ta lắp vào, chúng ta bay tiếp. Kèm theo đó là một cái dây sạc. Dây sạc đây họ cung cấp cho mình là sạc, thứ nhất là sạc pin, cái này là dây sạc pin và dây sạc điều khiển luôn quý vị các bạn nhé. Ở trên điều khiển nó có cái sạc này. Đấy. Thì nó là sạc pin và sạc điều khiển nhưng không có cái củ sạc quý vị các bạn nhé. Đấy là cái toàn bộ mà khi mà mình mua một cái con Flycam STK70 GPS. Và đây thì trên cái này thì quý vị các bạn chúng ta cũng đã thấy là cái bảng điều khiển của nó. Đấy, đây là cái bảng điều khiển của nó. Và cụ thể trên cái bảng điều khiển này các có các phím, và chức năng của các phím này nó như nào thì xin kính mời quý vị bạn chúng ta hãy vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để chúng ta xem cái video về cái hướng dẫn cái bảng điều khiển này chúng ta điều khiển như nào để cho nó hợp lý và chúng ta biết cái cách điều khiển. Nhấn nút đăng ký ở đây là đăng ký miễn phí quý vị các bạn nhé. Thì quý vị các bạn cũng vui lòng nhấn nút đăng ký để theo dõi kênh, để đón xem cái video tiếp theo về cái mục là hướng dẫn sử dụng của cái bảng điều khiển này. Nếu mà quý vị các bạn muốn điều khiển cái con Flycam thì chúng ta phải biết được các tính năng của cái bảng điều khiển này, này nó sẽ như thế nào để chúng ta điều khiển các cái nút này. Đấy. Thì rất là cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để xem cái video ngày hôm nay. Và một lần nữa kính mong quý vị các bạn hãy làm một động tác nhỏ, đấy là chúng ta hãy nhấn cái nút đăng ký ở ngay cái góc màn hình của video quý bạn và các bạn đang xem ấy, có cái mục đăng ký miễn phí màu xanh xanh ấy, tại đây ấy. Thì quý vị bạn nhấn vào đấy để chúng ta đăng ký kênh của mình để theo dõi cái cách sử dụng cái bảng điều khiển này nó như nào. Và với Minh Toàn thì Minh Toàn là hướng dẫn, không phải là chuyên nghiệp, thành ra là có gì mà nó rườm rà quá thì cũng mong quý vị bạn chúng ta bỏ qua, cũng như là cái giọng nói của mình với một giọng nói vùng miền chứ không phải là giọng nói của phổ thông. Thì nếu mà ngày hôm đó thì mong quý vị bạn chúng ta hãy bỏ qua cho Toàn. Và đồng thời nếu quý vị bạn thấy video hay, hãy chia sẻ nó đến nhiều người để nhiều người biết để sử dụng con Flycam này hơn. Một nữa xin chân thành cảm ơn quý vị bạn đã xem cái video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bạn trong những video tiếp theo.